buổi tập cuối cùng trước ngày lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2018, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã chính thức chốt lại danh sách U19 Việt Nam với lực lượng gồm 23 cầu thủ. Theo đó, ngoại trừ Trương Tiến Anh gặp phải chấn thương đáng tiếc trong chuyến tập huấn tại Quảng Châu, Trung Quốc và không thể tiếp tục đồng hành cùng đội, 4 cầu thủ khác cũng buộc phải làm khán giả bất đắc dĩ do quy định của điều lệ chỉ cho phép mỗi đội được đăng ký tối đa 23 cầu thủ. Đó là hậu vệ Xuân Kiên, Thanh Bình của Viettel, Trấn Nguyên của An Giang và tiền vệ Văn Văn của Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đón sự trở lại của 3 cầu thủ quan trọng đang thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội B gồm hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Trần Văn Công và tiền đạo Lê Xuân Tú. Hôm nay, đội tuyển U19 Việt Nam đã khởi hành sang Indonesia trên chuyến bay lúc 10:30. Dự kiến, khoảng 21 giờ cùng ngày, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới có thể đặt chân tới địa điểm thi đấu. Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2018, U19 Việt Nam nằm tại bảng A cùng với Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Philippines. Theo lịch, đội sẽ có buổi tập duy nhất vào chiều ngày 30 tháng 6 để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U19 Thái Lan diễn ra vào lúc 15:30 ngày 1 tháng 7.